Let's go! Quốc Phu, cẩn thận chứ. Quốc Phu ơi, Quốc Phu ơi. Quốc Phu bị làm sao mà phải ngồi xe lăn vậy nhỉ? Trời ơi, Quốc Phu không cẩn thận mà va vào ô lá xấu nên đã bị gãy chân. Đó là lỗi của cậu mà, ai bảo cậu không nhìn đường cơ. Thế cậu không nhớ chuyện trước đây à, Pando? Đó là một kỷ niệm không hay mà. Còn trước kia, Pando vì mải trèo lên cây hái táo nên cũng phải ngồi xe lăn. Vậy con cậu thì sao, Cát? Để tớ kể cậu nghe. Ôi chồng, trò này cũng không hề dễ như Cát nghĩ. Cậu cũng nên cẩn thận hơn. Đừng cố gắng làm những điều như vậy nữa nhé, Quốc Phu. Nhưng mà này, ở đây chán quá đi. Hai cậu đưa tớ đến chỗ nào vui hơn được không? Đấy Quốc Phu, cậu thấy tớ chạy nhảy dễ dàng chưa? Chạy đua không? Tại sao không? Như thế nào? Hai cậu sẽ là đôi chân của tớ. Các cậu đoán xem ai sẽ là người chiến thắng cuộc thi này đây? Đôi không? Não con bị làm sao à? Quốc Phu đua nào. Quốc Phu, cài mũ bảo hiểm vào đã. Ôi không, vì đạp xe nhanh quá nên Quốc Phu đã không nghe thấy mẹ nói gì. Con chào mẹ. Ôi chào, Quốc Phu đã bị văng khỏi chiếc xe đạp rồi. Mẹ, mẹ làm gì ở đây thế ạ? Con cần phải cài chắc mũ bảo hiểm, hoặc không, đầu con sẽ bị thương nghiêm trọng đấy. Ôi không, bộ não sẽ bị đau. Đúng vậy, và cậu ấy cũng sẽ phải đến bệnh viện nữa. Ôi không, thật xấu xí, tớ muốn được đẹp trở lại như xưa. Này. Không, tớ không thể bỏ nó ra.
Tớ muốn đi vệ sinh ngay. Tớ muốn uống sữa nữa. Tớ muốn ra ngoài. Trong này, ba bạn nhỏ đang bị bộ não sai khiến. Nhớ chưa nào? Trước khi đạp xe, con phải đội mũ bảo hiểm và nhớ phải cài mũ nữa. Chào mẹ, con đi ạ. Ôi trời, có chuyện gì xảy ra vậy? Đừng đùa nghịch trong xe cứu thương. Các bạn nhỏ đang chơi trốn tìm đây mà. Các làm sao mà tìm được bọn mình cơ chứ? Cùng lên xe thôi. Ôi không. Mau dừng xe lại. Một, hai, ba. Các cháu tuyệt đối không được chơi trong xe cứu thương. Ơi, trước tiên cùng đi đến bệnh viện đã. Các cháu ngồi yên đây. Nghịch như vậy là không ngoan đâu. Này, các cháu nghịch thế hả? Nguy hiểm quá. Mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu ngay. May mà mẹ Piggy đã được cấp cứu kịp thời. Các cháu đã gây ra rất nhiều rắc rối đó. Cháu xin lỗi ạ. Cháu hứa sẽ không bao giờ vui đùa trên xe cứu thương nữa ạ. Chắc chắn cháu sẽ không nghịch đồ cứu hộ nữa đâu ạ. Và cùng về nhà thôi nào. Hãy luôn vui chơi đúng chỗ nhé các em ơi. Trời ơi, mấy đứa nhỏ Baby Alien này nghịch ngợm quá đi. Cổng dịch chuyển của Alien. Bố Phu, cậu giúp tớ với. Không, tớ không giúp được đâu. Đi nè. Này này, dậy đi. Nhìn kìa. Dừng lại, các em đang phá hỏng căn nhà đấy. Cùng bắt chúng thôi nào. Mấy đứa nhóc này nhanh quá, chúng ta cần phải dẫn chúng đến chỗ chúng ta. Chà, Alien có sáng kiến gì đây? Nó đây rồi. Alien tìm được bảo bối gì vậy nhỉ? Phu phu, cậu bắn nó lên tường đi.
ra đây là chiếc cổng dịch chuyển trong không gian. Này, thích quá. Cùng đoán xem, với món bảo bối thần kỳ này, hai bạn nhỏ sẽ bắt Baby Alien như thế nào nhé? Giờ tớ sẽ bắt lấy nó. Nhìn kìa, hoan hô, Alien đã đưa hai đứa em màu vàng và màu đỏ vào cũi để đi ngủ được rồi này. Vậy còn Baby Alien màu xanh đâu nhỉ? Đúng rồi, chúng ta có thể dùng bột mì mà. Wow, Vũ Phù đã dùng bột mì để truy tìm vết chân của em bé Baby Alien có sức mạnh tàng hình này. Được rồi, vui quá. Vũ Phù, em ở đây. Một, hai, ba. Hả? Lucy, đừng trốn ở đó, nguy hiểm đấy. Cẩn thận chứ. Hả? Vũ Phù đang vội vã chạy đi tìm Lucy. Mẹ ơi, mẹ có thấy Lucy không ạ? Ồ, Lucy giấu đầu ở đuôi mất rồi. Trốn ở đâu đây? Ôi không! Chiếc hòm gỗ đã sập chốt ở ngoài rồi kìa! Thử mọi cách nhưng vẫn không thể mở được chiếc hòm. Lucy đây à? Anh Vũ Phù, em bị kẹt. Cứu em với. Lucy, bố ơi, Lucy đang bị kẹt ở dưới hầm mà. Cái gì cơ? Hai con nhớ, không được trốn trong những nơi chật hẹp như này nữa nhé. Nó rất là nguy hiểm. Hãy cùng dọn dẹp nào. Hả? Này hai con, dọn dẹp đồ chơi vào đi. Hai đứa không nghe bố nói gì à? Bọn con dọn đây ạ.
Tí nữa rồi mình cùng dọn nhé anh. Liệu Woofoo và Lucy có chịu dọn dẹp đồ chơi không vậy các bạn? Ôi không, bố Woofoo bị ngã rồi. Bố ơi, bố có sao không? Đau quá. Tại các con không dọn đồ chơi đấy. Bố con xin lỗi. Bố thấy mệt quá. Bố dậy đi. Anh Woofoo, bao giờ thì bố dậy hả anh? Hả? Chả lẽ bố Woofoo dậy ốm đến già và phải ngồi xe lăn ư? Nhớ bố mãi mãi thì sao? Vậy bố chơi với chúng ta sao được ạ? Bố sẽ không thể đi chơi với mình nữa. Hả? Bố ơi. Tới khi nào hai đứa dọn dẹp xong thì thôi. Hả? Wow, Woofoo và Lucy dọn dẹp gọn gàng quá. Hai đứa nhớ, đừng vứt đồ chơi lộn xộn như vậy nhé. Nó sẽ gây nguy hiểm cho người khác đấy. Dạ, bọn con nhớ rồi ạ. Cấp cứu cho Jenny. Wow, anh Woofoo và chị Lucy đang cùng Jenny tô màu cho bức tranh này. Chúng mình xem hoạt hình đi. Ôi, hai anh chị đi xem phim và để Jenny ngồi tô màu một mình thôi sao? Ồ, Jenny đang làm gì vậy nhỉ? Ôi không, Jenny bị thương rồi. Bố nghe, Woofoo. Bố ơi, Jenny đang chơi thì bị thương khắp người rồi. Ôi trời, bố mẹ sẽ về nhà ngay bây giờ. Trời ơi, sao Jenny lại tè vào mặt chị Lucy thế này? Không những vậy, Jenny còn xì hơi vào mặt anh Woofoo nữa. Chà, Woofoo vẫn chưa hiểu Lucy định làm gì. Xong rồi. Wow, chị Lucy băng bó vết thương cho em Jenny rồi này. Ôi không, Jenny đi đâu mất rồi? Hả? Em Jenny nghỉ ngợi quá đi. Woofoo và Lucy phải làm gì bây giờ? Mẹ, bố, Jenny bị thương khắp cả người rồi bố mẹ ạ. Hả?
Có vẻ như Vũ Phu và Lucy đã hiểu nhầm rồi. Jenny dùng bút màu đỏ để tô khắp cả người đó con. Em ấy không bị thương đâu. Lần sau hai con nhớ trông em cẩn thận hơn nhé. Bọn mình vẽ nốt bức tranh này đi Lucy. Bộ não đi mất rồi. Dừng chơi và đi ngủ thôi Gốc Phu. Dạ vâng ạ. Ôi, Gốc Phu không nghe lời mẹ và vẫn đang tiếp tục chơi điện thoại. Tớ kiệt sức rồi, tớ không muốn ở đây chút nào nữa. Và thế là bộ não đã bỏ Gốc Phu đi mất. Ôi không, não của mình đâu rồi? Gốc Phu ngay sau đó đã đi tìm bộ não khắp nơi, nhưng đều không thấy. Này làm ơn quay lại với tớ đi mà. Không, cậu đối xử tệ với tớ lắm. Tớ hứa từ giờ sẽ chăm sóc tốt cho cậu. Được rồi, nhưng nếu cậu tái phạm tớ sẽ bỏ cậu đi mãi đấy. Gốc Phu làm gì mà suy tư thế nhỉ? Bằng cách này, bộ não sẽ không thể bỏ tớ đi được nữa. Ôi, vì sợ bộ não bỏ đi nên Gốc Phu đang băng kín hết cả đầu lại. Trời ơi, Gốc Phu, con bị làm sao vậy, Gốc Phu? Con đang bảo vệ bộ não thôi mà. Cậu sai rồi. Để bảo vệ tớ, cậu cần phải đi ngủ đúng giờ cơ. Đúng đấy. Wow, Gốc Phu đã đi ngủ đúng giờ rồi này. Chúc ngủ ngon. Gốc Phu giúp đỡ ông già Noel. Ôi không. Hoan hô, Gốc Phu băng bỏ vết thương cho ông già Noel rồi này. Ta không thể đi phát quà được nữa. Liệu rằng Gốc Phu có cách gì để giúp ông già Noel không đây? Để cháu giúp ông ạ. Dạ. Cùng chờ xem ông già Noel đặc biệt này có hoàn thành nhiệm vụ không nhé. Trời ơi, có vẻ như bước đầu tiên không được suôn sẻ lắm nhỉ? Chà, thay vì dùng tuần lộc thì Gốc Phu đã lái chiếc xe tải của mình để đi phát quà Giáng sinh cho các em bé ngoan.
Nhưng ôi, cách này không được rồi Quốc Phu ơi. Xin chào. Wow, Quốc Phu đã dùng chiếc xe cần cầu của mình để dọn dẹp sạch sẽ tuyết ở trên đường đi rồi này. Đi thôi nào, đi thôi nào. Đi thôi. Ôi không, có một khúc gỗ rất to chắn ngang đường đi rồi. Quốc Phu phải làm thế nào đây? Xin chào. Được rồi. Chào cậu. Yeah. Wow, đây chính là phần quà Giáng sinh dành cho chú lính cứu hộ Pando tốt bụng. Wow. Tạm biệt. Chà, ông già Noel phát quà thông qua ống khói cơ. Thử thách này có vẻ khó khăn. Quốc Phu sẽ xử lý thế nào bây giờ? Trò chơi này thật vui, đúng không nào? Thành phố trẻ em. Con không nên ngủ nướng đâu. Trẻ con không nên xem tivi quá nhiều. Làm trẻ con thật là chán. Tớ muốn thành người lớn nhất cơ. Được rồi, để đó cho tớ. Không biết, alien tính làm gì đây nhỉ? Một tấm màn đã che phủ cả ngôi làng. Dậy nào. Mẹ ơi. Mẹ ưng. Bố ơi. Ôi, cả bố Quốc Phu cũng hóa trẻ con rồi. Em bé bố, em bé mẹ ưng. Tuyệt, giờ mình là lớn nhất nha. Bây giờ thì Quốc Phu có thể thoải mái xem TV mà không có ai nhắc nhở. Mẹ ơi, con đói à? Nhưng chính vì vậy nên giờ Quốc Phu đang phải tự mình lo bữa tối. Cô Piggy à? Xin chào. Ôi trời, tất cả mọi người trừ Quốc Phu ra đã biến hết thành trẻ con mất rồi.
dậy đi con. Mẹ ơi. Hóa ra Vũ Phù chỉ mơ mà thôi. Bảo mẫu robot. Vũ Phù, con trông các em nhé. Tạm biệt. Vì bố mẹ có việc ra ngoài nên bây giờ Vũ Phù phải ở nhà trông các em. Lucy! Trời ơi! Xin chào! Tiến sĩ, giúp cháu với! Đợi bác nhé, Vũ Phù! Cát đã gửi đến cho Vũ Phù một robot bảo mẫu. Wow. Yeah. Nhờ robot bảo mẫu mà Vũ Phù có thể thoải mái chơi điện tử. Vũ Phù, em chưa muốn đi ngủ đâu. Không. Lucy vô cùng tức giận bởi sự trông nom quá nghiêm khắc của robot bảo mẫu. Nguy quá! Lucy khiến robot bảo mẫu tức giận rồi. Anh Vũ Phù! Đi đi! Thật may mắn, robot bảo mẫu đã hết pin rồi. Anh xin lỗi, anh hứa sẽ chăm sóc hai em cẩn thận hơn. Ngày Vũ Phù và đêm Pando. Mặt trời là tuyệt nhất. Không, mặt trăng vẫn là ngầu hơn. Dừng lại, dừng lại. Đừng tranh cãi nữa. Tớ có ý này. Vũ Phù đã biến thành mặt trời. Vũ Phù. Này, còn Pando đã trở thành mặt trăng. Ôi, trời bỗng nhiên tối khiến bố Vũ Phù không nhìn thấy gì. Rồi trời lại bỗng dưng sáng khi Lucy vừa mới đi ngủ. Lucy, dậy thôi nào. Oh!
hay không? Thôi nào. Xin chào. Ôi, trời tối rồi. Về thôi các em. Sao thế nhỉ? Các em, quay lại nào. Cùng. Ôi, ánh sáng và bóng tối đang thay đổi liên tục. Có chuyện gì vậy? Cả mặt trời và mặt trăng đều quan trọng. Nếu mặt trăng xuất hiện vào buổi tối thì mặt trời sẽ mọc lên vào ban ngày. Chơi trốn tìm cùng bố. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bố trông thật là mệt mỏi. Bố ơi, bố ơi, Chơi cùng chúng con đi bố. Bố đang rất mệt. Bố ơi, đi mà. Được rồi. 1, 2, 3, 4. Bố đi tìm đây. Xin chào em yêu. Ôi, bố nhầm mẹ với Lucy mất rồi. Chúng con thả trở lại đi ạ. Giờ tới lượt bố đi trốn. Và hai con sẽ phải đi tìm. Vâng ạ. 1, 2. Ôi, Lucy đã ăn gian này. Chúng ta thấy bố rồi. Chơi một ván nữa nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Không biết lần này bố sẽ trốn đi đâu đây nhỉ? Wuffu lo sợ bố sẽ bị đóng băng trong tủ lạnh. Bố ở đâu được đây? Lucy thì lo sợ rằng bố đang bị mắc kẹt trong máy giặt. Mẹ ơi, dừng lại ạ. Hai con đang tìm gì vậy? Bố ạ. Trời ơi. Bố nói. Bố ơi. Bố nó đâu rồi? Bố ơi. Trời ơi, tiếng gì vậy? Tầng hầm. Wow, Wuffu đã đúng. Bố chắc là mệt lắm đây. Wuffu không béo. Bố đang kiểm tra chiều cao và cân nặng cho Lucy. Em
béo quá đi. Hơ, anh cân thử xem. Ôi, Guffo bị Lucy chơi xấu rồi. Ôi không. Anh quá béo rồi. Ôi không. Mình phải giảm cân thôi. Guffo đang chăm chỉ tập luyện, nhưng Lucy không ngừng quậy phá. Tập luyện quá sức không tốt cho sức khỏe đâu con. Ôi, Guffo lại mắc bẫy rồi. Lucy liên tục xả rác xuống sàn. Này. Ôi, Guffo tăng cân thật sao? Cái gì? Thì ra vẫn là Lucy đang bày trò. Cần ăn cả thịt và rau nhé Guffo, thì mới có một cơ thể khỏe mạnh. Guffo, tại sao con muốn giảm cân vậy? Chà, đây mới là cân nặng thực sự của Guffo. Guffo biết chọn ai bây giờ? Ai đến vậy nhỉ? Xin chào. Cậu ăn đi. Của em đây. Ôi, Guffo chỉ để lại vỏ cho Lucy thôi sao? Wow, đây là Guffo và Pando hồi nhỏ này. Trông đáng yêu quá đi. Cho em xem với. Không được nhìn trộm. Ôi không, sao mà Lucy khóc vậy nhỉ? Album này không có ảnh của em. Bởi vì lúc đấy mẹ còn chưa sinh ra em cơ mà. Ồ, thì ra là vậy. Tớ sẽ về nhà tớ để xem bộ phim này. Tớ đi cùng với cậu. Không,
anh phải ở nhà với em chứ. Đi cùng tớ đi. Lần này Vũ Phù sẽ chọn ai đây? Không. Vũ Phù. Chà, Lucy có kế hoạch gì vậy nhỉ? Được đó. Xin lỗi, tại em đói quá. Chúng mình cùng đi ăn gì đó đi. Vui chơi cùng nhau vẫn thích hơn, đúng không nào? Mẹ ơi, con ốm rồi. Hai anh em đang chơi trò đóng giả bác sĩ. Bắt đầu nào, từ giờ em sẽ là bệnh nhân nhé. Há miệng ra nào. Không, em là bệnh nhân, anh phải chăm sóc em. Kìa, Lucy đang xả rác ra sàn. Anh dọn đi. Chúng mình giả ốm đi. Vâng ạ. Ôi, sàn nhà thật bừa bộn. Ôi không, các con làm sao vậy? Mẹ ơi, con ốm rồi. Con cũng thế. Mẹ ơi, con muốn uống nước. Được rồi. Hai anh em liên tục nghĩ ra trò để mẹ tin mình bị ốm. Xin chào. Tôi biết rồi. Ôi, đến giờ học bài rồi các con. Các con nên nghỉ ngơi. Mẹ ơi, con muốn ăn bánh hamburger. Không được, người ốm cần nghỉ ngơi và ăn cháo nhé các con. Dừng lại. Người ốm cần phải uống sữa nhé. Có ai ở nhà không? Ai đến vậy nhỉ? Chà, hai anh em nhanh tay đổi sữa lấy coca. Ôi không. Để cô y tá khám cho các con nhé. Không, con ổn mà. Mẹ ơi, chúng con xin lỗi ạ. Các con nhớ không được nói dối nữa đâu nhé. Ở nhà cùng ông. Mẹ với bà sẽ đi siêu thị. Các con ở nhà chơi với ông nhé. Dạ vâng ạ. Ông chơi với chúng cháu nhé. Tất nhiên rồi. Ông nghĩ chúng ta nên thử chơi trò khác. Chơi cưỡi ngựa đi ạ. Đi mà ông ơi. Wow.
Ôi, Lucy nhảy mạnh quá, làm ông bị đau lưng rồi. Vâng ạ. Vì ông không chơi được trò cũ nữa nên hai anh em đã để ông ở trong phòng khách mà ra ngoài chơi. Mấy hai con. Bố ơi, bố ơi. Ồ, ba bố con chơi với nhau vui vẻ chưa kìa. Mình già mất rồi. Để con đi lấy nước cho bố ạ. Ôi không, ông Búp Phu lấy bánh trông nguy hiểm quá. Ôi không, ông ơi. May mắn thay, Búp Phu đã đến kịp. Ôi không. Cháu chó này. Cháu rất xin lỗi vì đã không chú ý tới ông ạ. Chiếc giày mới của Lucy. Chúng ta sẽ đi leo núi cuối tuần này. Các con chọn giày đi nào. Nhưng con không thể leo núi với giày này được. Đi mà bố, con thích chúng. Hả? Có vẻ như giày công chúa này hơi rộng so với Lucy thì phải. Bố thấy hả? Chưa, giày đẹp quá ạ. Bố là nhất. Lucy, em nên đi giày thể thao để leo núi chứ? Không, em thích thế này cơ. Đừng lo Búp Phu, có bố đây rồi. Ồ, bố có kế hoạch gì đây nhỉ? Ôi, giày của Lucy bị rơi ra rồi kìa. Ôi không, Lucy bị đau chân rồi. Bố ơi, chân con đau quá. Xỏ nó vào đi, Lucy. Thoải mái quá Đây là thứ con muốn, còn đây là thứ con cần. Con chỉ nên mua thứ con cần thôi nhé, Lucy. Bố con đã lên tới đỉnh đôi rồi này. Anh Búp Phu, em khát. Mình qua chỗ kia đi. Anh quên rồi à? Khoan hả? Lucy đã nhớ lời bố dặn rồi. Bỏ tù biển báo tắc trách. Oh.
Đi đi. Này. Nhiệm vụ của chúng ta là giữ trật tự an toàn giao thông khu vực này. Đi đi nào. Đèn đỏ dừng lại. Đèn xanh được đi. Đi đi. Được rồi. Cậu làm tốt lắm. Ôi, Pando đã bị thu hút bởi giỏ táo của Caru mà quên mất nhiệm vụ của mình rồi này. Ôi không. Điều đó khiến giao thông khu vực này trở nên vô cùng hỗn loạn. Quốc vương sẽ phải làm thế nào đây? Dừng lại, dừng lại. Cho tớ ra ngoài đi. Không. Được rồi. Nhìn kìa, dường như chiếc xe của Cát đang có vấn đề gì đó. Để đó cho tớ. Cậu phải đứng ở đây. Dừng lại. Nhưng Quốc Phu lại không biết sửa thế nào cả. Trời ơi, Vicky cũng đã quên mất nhiệm vụ của mình. Dừng lại. Không. Để chúng tôi giúp cậu đi mà. Được rồi, nhưng hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình. Nếu không thì mọi người có thể bị thương đấy. Con không ăn rau đâu. Wow. Hai con cần ăn thêm cả rau nữa nhé. Không ạ. Ôi, Lucy không chịu ăn rau kìa. Tốt lắm, Quốc Phu. Giỏi lắm, hai con. Ôi không, Quốc Phu và Lucy không chịu ăn mà nhổ rau vào thùng rác kìa. Hành động này không tốt đâu hai bạn nhỏ ơi. Quốc Phu, Lucy, các con làm như vậy rất lãng phí đồ ăn. Mẹ đã rất vất vả để nấu đồ ăn đấy. Con xin lỗi mẹ nhiều ạ. Mẹ có sáng kiến gì vậy nhỉ? Nhưng ôi, hai bạn nhỏ vẫn không chịu ăn rau. Mẹ có cách gì khác không đây? Tuyệt quá. Ăn đi nào. Này. Không được. Nó đáng yêu quá đi. Chúng ta không được ăn. Wow, mẹ đã nghĩ ra cách là xay các loại rau tạo thành sinh tố rau củ. Ừ.
cùng đoán xem cách này của mẹ có thành công không nhé. Ngon không con? Có ạ. Hoan hô, cuối cùng thì Gúp Phu và Lucy cũng chịu ăn rau rồi này.